Mọi người, mình muốn giới thiệu với mấy bạn đây là cái in-ear của Campfire Audio, mang tên là Polaris. Cái con tai nghe in-ear này nó có cái độ nhạy là 97,5 dB và cái trở kháng là 17 ohm, thế nên là các bạn có thể đánh nó với tất cả các máy nghe nhạc hay là điện thoại gì cũng được ha. Cái con tai nghe Polaris này nè, nó được làm tại Mỹ và nó được đóng gói tại Mỹ luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Mình đã được nghe thử con này ở Singapore cái đợt cách đây không lâu. Rồi, đây là cái hộp của nó ha. Cái hộp rất là mang phong cách truyền thống của Campfire, nhưng mà nó không có sang trọng bằng những con như là con Jupiter hay là con Andromeda thôi. Rồi, đây là Polaris của chúng ta. Và có thấy là hộp rất là đơn giản. Phụ kiện ở trong hộp á, thì nó sẽ có, nó nằm ở dưới này nè. Đó, đây là cái giấy giới thiệu về Polaris. Đây là cái cúc áo spin fit tips, khá là nhiều size và khá là nhiều loại, có hai loại ha, màu vàng và màu đỏ. Rồi có thêm cả compliance tips đi kèm. Và bên này là tiếp silicon bình thường, cũng giống như là bộ đồ vệ sinh tai nghe. Rồi mình sẽ để tất cả mọi thứ qua đây và mình sẽ nói về Polaris thôi. Thì cái con Polaris này nè, các bạn sẽ thấy là nó vẫn là sử dụng cái jack MMCX thôi. Từ xưa tới giờ thì tất cả các tai nghe của Campfire đều xài MMCX cả. Và nó là một cái con tai nghe mà có một balance amateur driver, và cộng với nó là một cái dynamic driver. Thì cái dynamic driver á, nó được sử dụng trên cái con này á, đó là nó sử dụng một cái chamber riêng, có nghĩa là một cái buồng âm riêng. Cái buồng âm đó được in 3D. Khi mà mình, các bạn thấy là ngay cả cái phần tub này nè, đây là cái ear nozzle, đây là cái nozzle của nó, đây là cái ear canal của nó, thì nguyên cái phần này nó được in 3D và cái chiều ngoài này nó chỉ là lớp vỏ thôi, có nghĩa là cái driver dynamic nó được cách ly hoàn toàn bởi cái vỏ này, và nó được cách ly hoàn toàn bởi cái với cái balance amateur driver luôn. Rồi cái lớp mạ này của nó là cái lớp mạ Cerakote, Coban Cerakote Lead. Thì cái lớp mạ này nó được quảng cáo là bền hơn, chống trầy tốt hơn, và có cái màu sắc nó, khi mà các bạn, nhất là các bạn mình không biết là khi mà các bạn mình quay như thế này thì các bạn có thể thấy được cái độ nổi khối của màu khi mà mình đưa lên đưa xuống giống vậy không ta. Anyway, là nếu mà nhìn ở ngoài đời thật á, thì nó rất là đẹp. À, cái tiếng của cái con Polaris này nó khá là ấm, nó khá là dễ nghe. Nó không phải là cái kiểu giống như con Orion hồi xưa đó là hơi tối quá, nhưng mà cái kiểu tiếng của con này nó ấm, nó dày, nó hơi boost ở mid bass và hơi boost ở sub bass luôn. Treble của nó vừa phải, không quá len keng và không sáng, không đẹp như là Jupiter hay là Andromeda. Nó không chi tiết và sặc sảo như hai đàn anh đó. Tuy nhiên là cái kiểu tiếng dễ nghe, đánh dày, ấm và ngọt ngào. Mid của con này khá là ngọt, mặc dù mid có hơi lùi một chút thôi, không quá lùi đâu. Thì nhưng mà cái tiếng của này thì các bạn có thể nghe hầu hết tất cả các thể loại nhạc được. Bạn nghe cái gì cũng được hết rồi, chung quy là cái gì cũng được cả. Mà tốt nhất là nghe pop, những cái bản nào mà có mid bass hoặc là upper bass nhiều á, thì cái con này nó đánh rất đã và đánh rất lực. Rồi mình sẽ review về con này trong thời gian sớm nhất có thể, chắc là gần đây thôi, mình cũng đang hứng thú với nó. Cảm ơn mọi người.